hello cả nhà yêu. Hello cả nhà yêu. Đấy, sao mình chào các bạn. Đấy, hôm nay là sao Huỳnh sẽ đi mua một cái chiếc nhẫn kim cương nhé. Để sao em nhỉ? Kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Ok. Chị Hồng dẫn sẽ là đi mua nhẫn kim cương. Em chào các bạn đi. Đây. Sao Huỳnh đi mua kim cương nhưng mà trời mưa các bạn ơi. Báo hiệu là rất là tốt đẹp. Chúc mừng em nhé. Một chiếc nhẫn kim cương tuyệt vời. Đấy, trời mưa này. Ông trời cũng cảm động luôn đấy các bạn ạ. Chào cả nhà nhé. Xin chào. Đấy các bạn ơi, bây giờ sau mình sẽ xem nhẫn kim cương trên cái máy này nhá. Đấy, xem kiểm tra đấy các bạn. Kiểm tra kim cương trên cái máy này. Các em nhỉ? Cái này là cao nhất luôn, là còn cái này là không có đặt, không có gì, cái này được kỳ nhiên. Cao thì
là mặt chính hết các bạn ạ. Viên kim cương này quá là đẹp luôn. Dạ, nhưng mà đá thì giống như mỗi này nó sẽ không có lên đèn đó anh chị. À, không lên đèn các bạn ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đèn nó có bạn. Nhân tạo. Dạ. Cái đèn này là kim cương tự nhiên. Dạ, đúng rồi. À, đây phải thử. Đèn chấm từng cái đúng không? Dạ, đúng rồi. Tại vì những cái viên tắc này toàn bộ là kim cương hết đó chị. Tất cả những cái viên này là kim cương hết. Đếm tiếp chị không? Đếm. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bên đây nó là 40. À, đối xứng 40 viên. Đúng rồi. Còn những cái viên nó sáng hết rồi. Dạ. Cái vị trí này nó cũng là kim cương. Nói chung là những cái sản phẩm này viên là kim cương hết. Cái vị xung quanh là bao nhiêu? Để 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20 đó chị. Dạ, cái dưới này nữa. Đó, hai. À, nãy giờ là 60 viên. 14, 15, 16, 17 nữa. Là 34. Sao nó cảm nhận được thầy quá hả? Dạ, em hỏi là viên chủ. Đúng rồi, chủ. Vậy là tất cả có bao nhiêu viên chủ? Lấy cái máy tính này cho chị mở luôn. Mở hả? Đây là sổ hồng của nó. Hay nhỉ? Ngày sinh của nó. Sao vậy? Em thanh toán tiền cho. Thank you.
sau này thay đổi là 93-97%, nếu mà mình có nhu cầu thâu thì là sẽ 93%, thì em tính cho mình luôn là 65776110. Còn nếu mà mình có nhu cầu đổi lớn hơn hoặc bằng á chị thì là 97% ha chị. Dạ, cái này là cái phiếu bán hàng của cái vỏ, tên của cái vỏ. Vỏ của mình hiện tại là đang gắn viên 5 ly 4, kim cương tắm về 14k vàng trắng, size thực tế là size 12. Thì cái vỏ này sau này mình có nhu cầu up lên size á chị thì mình sẽ lên tối ra là 5 ly 8. Dạ, mình sẽ đổi từ 5 ly 4 lên 5 ly 8 ha chị. À, giá gốc của nó là 48250 thì sau giảm là còn 40570. Thì cái vỏ này thì sau này mình thâu đổi là 80-85, thì em có tính luôn cho mình là 80 thì sẽ là 32.456, thì tổng thâu của mình sau này sẽ là 98.232110. Dạ. Là giá tổng của chị mua là 111 027 á chị. Ừ. Là nó trên lệch 13 triệu. Dạ, cái chính sách bảo hành bên em là sẽ đánh bóng nhà xe mới miễn phí trong vòng 5 năm ha chị. Mình không có giới hạn số lần gì hết, thì khi nào mà chị thấy cũng mời chị cứ đem ra. Nhưng mà mình đeo trang sức gì đặc biệt là kim cương nữa rất là có giá trị, thì tầm khoảng 46 tháng chị đem ra một lần để được em kiểm tra cho mình, tại vì nó có nhiều viên tắm á chị, nên là mình phải kiểm tra thì mình xài sẽ được an tâm hơn ha. Nhẫn á, trong vòng 6 tháng đầu thì em sẽ nâng hạ size miễn phí cho mình, thì hiện tại là size 12, nếu mà về nhà có gọng chụp thì chị cứ đem ra em bảo hành kiểm size cho chị ha chị. Dạ. À, khi nào mà chị có nhu cầu thay đổi thì chị mang giùm em cái phiếu bán hàng màu vàng này với lại căn cước công dân. Và cái giấy này là giấy kiểm định của viên thì nó rất là quan trọng, nên là mình giữ kỹ giúp em. Thì khi nào mình thay đổi mình mới cần thôi. Bảo hành thì mình chỉ cần đem sản phẩm đọc số điện thoại là được. Chứ không có cần đem giấy tờ, thì nào thay đổi mới cần đem đầy đủ giấy tờ thôi chị. Mình có thể bảo hành với lại thay đổi trên hệ thống thế giới kim cương. Bên đây là số điện thoại của công ty. Em nếu mà chị có thắc mắc thì chị bấm số này, xong chị bấm thêm 109 nữa là qua trực tiếp cửa hàng luôn. Em sẽ kiểm tra cho mình. Chị ký tên cho em.